Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Henny nè. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với chuyên mục khu bưu phẩm. Tại vì rất lâu rồi mình không có khu bưu phẩm. Chắc là khoảng tầm nửa năm hoặc là hơn luôn ấy. Thì hôm nay như mọi người nhìn thấy đó, thì mình sẽ khu bưu phẩm và review slime đến từ Littyland. Thì đây là cái shop mà mọi người request mình mọi nơi luôn. Trên YouTube cũng có, Instagram cũng có. Nói chung là đi đâu cũng thấy mọi người kêu là chị ơi hay là bạn ơi mua slime review của Littyland đi. Thì cuối cùng mình cũng review rồi đây. Thì bưu phẩm này shop giao cho mình thì đóng gói khá là đơn giản. Và chỉ có một lớp băng keo quấn xung quanh và cái slime đi lạc thì có thêm một cái túi, một cái bọc bên ngoài, nhưng mà nó rất là chắc chắn và an toàn luôn, không hề bị đổ bị vỡ gì cả. Và bưu phẩm này là mình mua tổng cộng là 200.000 nhưng mà được giảm 5% hay là 10% gì đó, nên là còn 190.000. Thì đầu tiên mình được hai cái huy hiệu như thế này nè, huy hiệu cho mùa lễ hội rất là xinh. Và tiếp theo về phần extra tip thì mình được shop kèm cho mình đó là một cái không ba viên kẹo, một cái tờ kiểu dạng như là lưu ý liên quan tới việc pha borax này nọ ấy. Và tiếp theo nữa thì là một túi borax như thế này. Thì borax này là shop nào cũng kèm rồi nên là mình không nói nhiều. Và một cái tờ slime care sheet rất là dễ thương và rất là độc đáo luôn, rất là xinh nữa. Và ok, bây giờ thì mình cũng bắt đầu vào review nha. Thì slime đầu tiên này có tên là Plung, một cái tên cực kỳ ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ hàm ý. Thì cái hộp của bên shop rất là kiểu, rất là lạ. Tại vì đây là lần đầu tiên mình thấy cái dạng hộp này. Nhưng mà mình nghe mấy bạn nói thì đây là cái hộp riêng của shop luôn ý. Kiểu nó đục đục nhưng mà nó rất là chắc. Và slime này thì là dạng Litty Shop, thì là một cái dạng slime mới mà hình như bên Littyland mới sáng tạo ra hay sao ấy. Và slime này được kèm thêm một cái charm hình bánh trái tim rất là xinh. Cái chất slime này thì nó bóng và nó rất là mềm. Mọi người khi mà mọi người mới sờ và hoặc là mọi người thả xuống thì nó kiểu nó có thể chảy ra nhìn như là giống như là kem luôn ấy. Nhưng mà khi mọi người càng kéo thì cái chất slime này nó lại rất là lạ, đó là nó càng dai và càng kiểu nó đặc lại. Thì mình đoán không lầm thì đây là một chất basic slime kết hợp với lại thêm một ít đất sét vào, chỉ một chút thôi ấy. Giống như là cái cách mà mình làm slime phồng phì hôm trước vậy á. Tuy nhiên thì nói chung là mình rất là mê em này. Tại vì cái mùi thơm trong cấp 3 luôn thì cái em này có cái mùi thơm mà kiểu là mình xoa suy nhất luôn ấy. Nó thơm kinh khủng luôn, trời ơi, mình siêu ghiền cái mùi này luôn á. Và đây là slime thứ hai, thì đây là The Lost Slime, slime đi lạc. Thì đây là một chất Avalanche Slime. Và chắc là mọi người cũng đã biết, kể từ lúc mà mình chơi cái Avalanche Slime của chị Bu thì kể từ đó luôn mình nghiện cái chất này luôn rồi. Và mình rất là muốn cho mọi người xem được cái độ trong của cái lớp clear slime bên dưới. Nhưng mà đây là một cái hộp dạng đục nên là rất là khó thấy. Thì lúc mà mình kéo ra thì mọi người có thể nhìn được cái độ đẹp của nó nè. Và cái độ trong cũng như là độ đặc của cái lớp clear slime bên dưới. Mình nói nhiều quá, mình bị lẹo lưỡi rồi. Và ban đầu khi mà mình mới trộn hai lớp này với nhau thì nó sẽ khá là dai, nhưng mà mình cứ kiên nhẫn mình kéo một hồi thì nó sẽ ra một cái thành quả rất là mềm cũng như là rất là đã. Và slime này thì nó có cái độ bóng giữa basic và clear slime kết hợp với nhau nên là tạo ra một cái độ bóng rất là lạ và có một cái mùi đào rất là thơm. Và cái tiếng bong bóng cũng rất là trong và nghe cái tiếng thì siêu đã tai luôn á. Và đây là slime thứ ba, thì chắc là bạn nào tinh ý thì cũng đã nhận ra trong video clip mình review slime của Haki Slime.
Haki Slime đã thấy cái slime này rồi. Thì đây là cái slime mình mua cái em đó. Thì thật ra là mình lúc trước nha, khi mà mình đặt hai cái hộp slime đó thì mình không có canh được restock của Litchi Lane. Với lại là em đó thì muốn bán những cái hộp slime này để mà lấy tiền giúp cho một người bạn của em đó đang gặp khó khăn hay là hoạn nạn gì đó. Mình cũng không rành lắm, nhưng mà mình thấy vậy thì mình cũng muốn mua giúp và ủng hộ em đó. Thì mình quyết định mình mua hộp này. Và mình nghĩ thì đây chắc là một chất basic có tên là thanh long đỏ mà em đó trộn thêm clay slime của em đó vào hay sao ấy. Nhưng mà nói chung là mình rất là thích cái chất này, và cái mùi thơm của nó thì không hôi và cũng không thơm, và rất là dễ chịu. Và thêm cái màu pha thì rất là đẹp. Mình không có quan trọng là em đó đã pha cái gì vào slime này, chỉ quan trọng là mình đã mua để mà giúp đỡ cho cái bạn của em đó thôi. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Bạn đã thích đừng quên ấn like, share và subscribe cho kênh mình nhé. Tạm biệt.